Hello ông bà cô chú, cái vụ gì vậy? Ông bà cô chú coi chay, bữa nay bận bộ đồ gì nè. Bận nguyên cái bộ đồ mà gì bà ba màu vàng chắc. Màu vàng Bali nè. Nãy giờ cô chú biết sao không? Nãy giờ dẫn hai đứa nhỏ đi qua sân banh chơi á. Hôm nay là đây quay, hôm nay Ngân mới có thời gian để quay cho cô chú coi là chay bữa nay khỏe khỏe mạnh rồi nè cô chú. Đó, từ Đà Nẵng vô giờ chạy như một cánh chim, một cánh chim không mỏi mệt. Đây, giờ mày hỏi lần nữa này chay, giờ mình đi đá banh nữa không chay ơi? Mình đi đá banh nữa không? Bước xuống. Dạ. Giờ mày hỏi này, đi đá banh nữa không? Nữa không? Mẹ Ngân với anh Bali đá banh nha. Hả? Không có phê. Đi đá banh không? Cái gì? Giờ mẹ Ngân đi đá banh con đi không? Rồi ok, đi uống cà phê rồi đi đá banh phải không? Gì? Nắm tay Bali đi đá banh. Đây. Cô chú ơi. Bà chay vlog rồi quay trở lại với những video ẩm thực. Đây là video bà chay đang ngồi ăn uống trà sữa. Vô đây mẹ, không có lên xe nha. Vô uống trà sữa tiếp nè. Uống trà sữa nè. Trời, bên đây uống điệu nghệ bị đặt phẩm bé muỗng nữa. Đem nhép vô cho chay đi con. Đem nhép vô đưa cho chay đi nha lên Ly. Đưa cho chay nha lên. Đi đem vô cho chay với. Rồi chay, đúng rồi đem vô. Con tự đi ra nha lên. Đem vô cho chay với. Chị nói này, đem vô cho em đi. Anh ba đem vô cho em đi. Rồi đem vô đưa cho chay. Nha nè, đem vô đưa cho chay. Đưa chay. Bỏ xuống đàng hoàng, bỏ. Ô té. Dép, con nói sao? Thank you. Đúng rồi, thank you. Không giành nha, không giành nha. Rồi để mẹ cho mỗi đứa một cái ha. Ok. Rồi. Con ngồi đẹp. Ok, đúng rồi, ngồi bên này. Ngồi đây đi, rồi mẹ mày lấy cho. Rồi cho Ly một cái nha. Trời, ngồi mà ai biểu nằm đâu. Đây, rồi đến này của Ly. Ngồi đi. Đó, 1 2 3 vô. 1 2 3. Vô vô chạy chạy. 1 2 3 vô. Đó, cục đá không có ăn. Trời, trà sữa nè đó, uống trà sữa nè. Nãy là Ngân dở hai đứa nhỏ Bali Vincent đi khám cũng hơi ấm đầu cả nhà. Bavi chịu, đúng rồi, vô hung Bavi một cái đi chạy. Sáng giờ chưa hung Bavi cái nào hả chạy? Hung kia một cái đi. Mắt trời, ăn điệu nghệ lắm chứ bộ. Ly ơi, ngồi đẹp giống chay đi. Ngồi đẹp đi con, ngồi xấu quá. Ngon dữ vậy cha. Ấy da, ngon dữ ta. Chay ơi, chú Tùng sửa sửa tướng ngồi của Ly giùm mẹ Ngân cái. Trời đất ơi, uống gì dữ vậy trời. Để giờ chọc. Chay ơi, can you share? Không hả? Trời đất ơi, tôi nói bằng tiếng Anh trả lời tiếng Việt. chú Tùng tới xin đi, chú Tùng tới xin chay đi. Can you share? Please. Can you share? À, đời đất ơi. Share nguyên bên. Share nguyên ly vậy đó hả? Chết rồi. Mới đang giờ nghe. Mới tắm giờ nghe. Hồi tắm nữa chứ. Tớ này tắm nữa này, tới ông này share nữa nè. Đó. Please. Can you share? Cười á, nó cười. Ly, can you share? Trời ơi, biết cắm ống hút vô hút điệu nghệ chưa? Hút có lên rồi mà hút. Hút có lên rồi mà hút. Quá mệt. Nè, chọt rồi, u sự ghê chưa? Điệu nghệ dữ cha. Ngon không chạy? Dơ ý ẹ. Chú Tùng ơi, có cái khăn giấy lấy chị Ngân đi, chị Ngân lau cho hai đứa nhỏ. Trời ơi, gì vậy á Ly? Trời ơi, coi. Trời ơi, chú Tùng coi mặc áo cho em, mặc nãy giờ là gần 2 phút rồi nha chú Tùng. Sao? Thấm chưa Ly? Ôi, trời đất ơi.
À, tới bắt đền đi, bắt đền đi. Ôi, bắt đền, bắt đền. Chị ơi, dép đâu con? Dép đâu, mang dép vô. Rồi, như một cánh chim không mỏi mệt luôn á. Mới mẹ ra mẹ coi cháy đi đâu à. Mày mày vô đi. Mày đưa dép đi, mày coi đi. Trời ơi, nữa. Mẹ ngươi không, trời ơi, thôi con mẹ, trời ơi. Cháy. Để mang dép vô. Dạ. Yeah. Anh hai. Còn cái gì? Anh hai, ồ anh hai đâu rồi ta? Hai. Anh hai đâu? Từ từ mang dép. À mang vô này có thai phải không? Không, ok. Bây giờ là mang dép vô đi chơi nha mọi người. Ờ, ôi con đó hả? Con lấy dép mẹ, mẹ đâu cần mang dép đâu. Mẹ mang đâu kia kìa. Mẹ đâu mang đâu đó rồi. Rồi, ok, đi. Rồi, rồi nắm tay nhau đi đi. Nắm tay nhau trên đường tung tăng đi. Chơi, chơi mẹ. Rồi đi. Chờ ba Quy. Đi, ba Quy đi. Đi. Cái cờ Việt Nam đi, cái cờ Việt Nam rồi. Bây giờ có chồng đúng không em? Dạ thì bây giờ mẹ nó cũng đang tổ chức chùa đây rồi ta. Nữ ngoài bác đó bị cắt duyên xong như đó nó không làm được. Để nó không làm không được. Ơ vậy hình như chay lắm mà mang với hai quay nó thích mang nè. Đi. Đi. Đi không? Nắm tay với nè. Đi nắm tay với. Con nó đi đá banh. Đá banh. Đá banh. Đi đá banh mạnh, tâm áo đỏ. Wow, con nói lá cờ. Đúng rồi, nghe lá cờ chưa? Lá cờ Việt Nam. Lá cờ Việt Nam. Ai quay gì ta? Ai quay gì ta? Quên, quên. Ai quay gì ta? Ớt rồi. Con nói bà chiến. Con nói bà chiến. Con nói bà chiến. Đi đá banh. Đi đá banh. Đá banh. Đâu đá banh chỗ nào chị bà chiến biết rồi chứ không biết đâu. Khoa coi nhìn chúng em nghe Khoa. Đâu chứ. Em lại, em lại. Đi 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 đi. Rồi đi. Nói bà chín dẫn tay bà chín qua chỗ đá banh nha. Nắm tay nè Hoàng, nắm tay đi. Có nắm tay ba Quy vô. Nắm tay ba Quy vô. Quy Quy đứa trẻ. Ba Quy đâu đi, nắm tay ba Quy đi. Rồi ba Quy vô đá banh. Ờ ba Quy bữa nay nhõng nhẽo rồi. Ba Quy. Đi. Đi. Không có chơi đàn, không chơi đàn. Mày nhớ đi. Ờ. Đi cái đàn này. Dài quá em vô. Mình đi khoái hơn với bên hai à. Về đi. Đi. Đi qua sân banh chơi đi. Đi từ từ thôi, mình là con gái dịu dàng chút thôi. Trời ơi, chị bảo lẽ em mà. Mình là con gái, mình dịu dàng chút đấy. Em ơi. Đấy. Em gái, anh đâu. Bữa nay tao bằng cá bà ba rồi mà. Dễ phút một lần. Kiếm một em là. Dễ phút một lần. Mình phải chứng tỏ con gái của mình là hả? Là mạnh mẽ. Con gái mạnh mẽ. Đừng có yếu đuối quá. Đẹp lắm. Ê, là con gái là hạnh mạnh mẽ hả? Đi, đi từ từ thôi nghe, từ từ thôi rất ghét. Giờ giờ chay nói, xin chào mọi người đi, xin chào mọi người. Nói thằng bạn. Ở đây nè, xin chào mọi người nè, cô chú nè. Xin chào mọi người, xin chào mọi người. Mí gió mọi người. Trời ơi. Là 1, 2, 3 nè, 1, 2, 3, Opa. 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 Không 1 mét, không mẹ 1 mét. Opa. Đỏ quá. Đi đi nè, đi à, lâu quá. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, cao dữ rồi. 1, 2, con đếm này thôi, con đếm này, 1, 2, 3 này. Trời ơi, chị lắm ơi, chị chưa đi. Ơi, chị lắm ơi, chị chưa đi. Rồi mất đâu, chị mất cái bông nữa rồi. Nữa mất bông nữa hả? Nè, đâu rồi. Dạ. Kiểu này đó là phải ra ngoài. Đặt bông anh đi mất hoài vậy. Kiểu này ra đặt cho chay 10 bộ, 10 đôi bông giống y chang nhau. Cười. Xạ vừa thôi. Chay. Ờ. Ủa, ờ. Đặt vào đi, không tự tu nữa nha. Phải là nó người gần
con đấy. Ok. Con nó ok đi. Ok. Trời đất ơi. Rồi vô nè. Nó bắt qua luôn. Cô bé đầu bù tóc xì rối. Rồi vô 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 vô. Vô nè. Ok. Bây giờ giới thiệu Sơn Banh ở chỗ nào? Sơn Banh chỗ nào bạn ơi? Giới thiệu đi, để bạn có phòng qua. Sơn Banh đâu? Cười. Dạ, hai đứa đang một số. Con mới dụ uống nước á. Ly ơi, dạ. Đứa đây chứ, ấn tượng luôn nè. Con giữ thằng đó, thằng ấy giỡn đi. Đầu viên mới được thả ra sân. Súp chuồng. Cầu thủ Campuchia mới được thả ra sân hả? Thay thế cầu thủ số mấy vậy? Bông hả? Bông bông. Đi 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 đi. Bông không? Trời ơi chạy nhanh quá. Từ ơi. Cameraman chạy theo tôi chết rồi. Chạy chạy. Con chó đâu, con chó của ông hàng xóm đâu. Ông dài tôi chết, xúc ngoài bỏ. Ông dài đi rồi. Gì vậy? Anh đang có chơi trong gì vậy? Ê, ông dài, ông dài, ông dài, ông dài. Dài sao? Đó, ông dài chị chơi với ông dài. Bằng ngoài lấy cái dài mang vô. Ngoài lấy cái dài mang vô cho con. Ờ đừng quýnh. Ngoài lấy cái dài mang vô nha. Đi vô, đi vô, đi vô. Đi vô, đi vô. Về. Để mẹ mang dài. Trời. Nên bạn có hỏi là vì sao con khóc? Không biết vì sao chạy tới ôm luôn. Nè, giờ cô bồng con đi ra ngoài sân banh nha. Đi không? Đi đá banh không? Đi không? Đi đá banh ha. Lấy cái đàn chơi ha. Qua nhà lấy đàn của Trình chơi nha. Trời ơi bồng đi luôn. Trời ơi lắc bắt cóc rồi mốt mình đi làm đổi nghề đi bắt cóc được á. Đi về ngoài lấy cho con cây cờ nha. Rồi đi về ngoài lấy cây cờ. Cái cờ. Chú. Chú. Này thấy mắt đâu đấy. Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên vô. Ừ, mình có giúp ra. Ừ, đúng rồi, quăng. Ừ, rồi, đứng lên vô nha. Đứng lên vô nha. Ngửa đâu vậy? Chạy, khi đi hết bên kia về hết hồn. Chuẩn bị sao? Cái gì mà ngứa á? Hả? Ngứa đâu? Để coi coi.